Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không. Nếu không có lợi mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước, lợi cho nước tức là lợi cho mình, dù là việc nhỏ thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to. Nước Việt Nam là một dân tộc việt nam là một sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi cây phải có gốc không có gốc thì cây héo người cách mạng phải có đạo đức không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tác, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hữu hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. chữ người nghĩa hẹp là gia đình anh em họ hàng bầu bạn nghĩa rộng là đồng bào cả nước rộng nữa là cả loài người trừ bọn việt gian bán nước trừ bọn phát xít thực dân là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ đối với những người khác thì ta phải yêu quý kính trọng giúp đỡ chúng ta không sợ sai lầm chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu thoái bộ lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân chính lòng yêu nước chứ không phải lý tưởng cộng sản là nguồn cảm hứng cho tôi cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm cái gì mới mà hay thì phải làm cách dạy trẻ cần làm cho chúng biết yêu tổ quốc thương đồng bào yêu lao động biết vệ sinh giữ kỷ luật học văn hóa đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ hoạt bát tự nhiên tự động trẻ trung của chúng chớ làm cho chúng trở nên già cả để thật sự bình quyền phụ nữ phải ra sức phấn đấu chị em phải cố gắng học tập học văn hóa học chính trị học nghề nghiệp nếu không học thì không tiến bộ có quyết tâm thì nhất định học được dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẽ vang của tổ tiên ta. Dân ta là con rồng cháu tiên, có nhiều người tài giỏi đánh bắt dẹp nam, yên dân trị nước, tiến để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này, lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. chúng ta phải nhớ rằng người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi thì nhiều thù ít bạn người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển chúng ta phải học phải cố gắng học nhiều không chịu khó học thì không tiến bộ được không tiến bộ là thoái bộ xã hội càng đi tới công việc càng nhiều máy móc càng tinh xảo mình không chịu học thì lạc hậu mà lạc hậu là bị đào thải tự mình đào thải mình tôi chỉ có một đảng đảng việt nam non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tác mà không làm được. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay trong mấy chục triệu người cũng có người thế này thế khác nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta vậy nên ta phải khoan hồng đại độ ta phải nhận rằng đã là con lạc cháu hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc đối với những đồng bào lạc lối lầm đường ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ có như thế mới thành đại đoàn kết có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẽ vang không có gì quý hơn độc lập, tự do. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm không phải là bụng xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ mà kéo dài hai, ba giờ là xa xỉ. Hao phí vật liệu là xa xỉ. Ăn sang mặt đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo là xa xỉ. Vì vậy xa xỉ là có tội với tổ quốc, với đồng bào. học cái tốt thì khó ví như người ta leo núi phải vất vả khó nhọc mới lên đến đỉnh học cái xấu thì dễ như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn không ai thắng nổi nhờ lực lượng ấy mà tổ tiên ta đã đánh thắng quân nguyên quân minh đã giữ vững quyền tự do tự chủ nhờ lực lượng ấy mà chúng ta làm cách mạng thành công giành được độc lập nhờ lực lượng ấy mà sức kháng chiến của ta càng ngày càng mạnh nhờ lực lượng ấy mà quân và dân ta quyết chịu đựng muôn nổi khó khăn thiếu thốn đói khổ tan tóc quyết một lòng đánh tan quân giặc cướp nước lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể một năm khởi đầu từ mùa xuân một đời khởi đầu từ tuổi trẻ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi trẻ em chăn trâu không dính líu gì tới vòng danh lợi tôi chỉ có một ham muốn ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào? Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là người vẽ vang nhất dù là tên tuổi không đăng trên báo không được thưởng huân chương song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh đây là một điều rất vẻ vang